Thưa quý vị, Trung Quốc đang kỷ niệm 75 năm Đảng Cộng sản nắm quyền. Từ một quốc gia có 770 triệu người sống dưới mức nghèo đói vào năm 1978, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sự chuyển mình, thành công và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên trường quốc tế là điều không thể phủ nhận. Và trong khi nhiều nhà phân tích cho rằng, về mặt kinh tế, Bắc Kinh ngày nay gần với chủ nghĩa tư bản hơn là chủ nghĩa cộng sản, Trung Quốc vẫn được mô tả là một quốc gia cộng sản. Vậy thì Trung Quốc ngày nay cộng sản như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu với BBC trong video này nhé! Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột. Câu nói này có quen thuộc không? Và nó liên quan tới Trung Quốc cộng sản ngày nay như thế nào? Chà, liên quan rất nhiều. Đây là câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo đã bắt đầu chuyển đổi nền kinh tế Trung Quốc vào cuối những năm 1970, đưa nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng ông Đặng Tiểu Bình có ý gì? Về cơ bản, miễn là nền kinh tế phát huy hiệu quả, thì đó là một nền kinh tế tốt. Ông Đặng không quan tâm đến việc tuân theo các định nghĩa về chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội. Ông quan tâm nhiều hơn đến một nền kinh tế mạnh. Vào năm 1978, ngay sau cái chết của lãnh tụ cộng sản nổi tiếng Mao Trạch Đông, ông Đặng Tiểu Bình đã giới thiệu một chương trình kinh tế mới. Chương trình này được gọi là cải cách và mở cửa, và đã dẫn dắt điều mà các chuyên gia mô tả là kỳ tích kinh tế ấn tượng nhất của bất kỳ nền kinh tế nào trong lịch sử. Nhưng hãy quay ngược lại vài năm trước, để xem sự chuyển đổi này táo bạo như thế nào. Trung Quốc Cộng sản. Cách đây 75 năm, Đảng Cộng sản lên nắm quyền ở Trung Quốc, và nhà lãnh đạo của đảng này là Mao Trạch Đông đã tuyên bố sự ra đời của một quốc gia mới, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mao Trạch Đông đã đưa ra kế hoạch kinh tế nổi tiếng của mình vào năm 1958, được gọi là Đại Nhảy Vọt. Một trong những khẩu hiệu chính của kế hoạch này là Siêu Anh, Cản Mỹ, có nghĩa là vượt qua Anh và bắt kịp Mỹ. Khẩu hiệu đề cập đến sản xuất thép, vào thời điểm đó là một trong những động lực chính của bất kỳ nền kinh tế công nghiệp hóa nào. Mao Trạch Đông đặt ra mục tiêu biến Trung Quốc thành một xã hội công nghiệp hóa cao. Nhưng trái ngược với Anh và Mỹ, ông thực hiện mục tiêu này bằng cách quốc hữu hóa các doanh nghiệp, nhà máy và đất đai và cơ bản là xóa bỏ mọi hình thức sở hữu tư nhân. Ông đã thành lập các đội lao động và nông trường tập thể, phù hợp với lý tưởng cộng sản về quyền sở hữu chung thay vì sở hữu cá nhân đối với các nguồn tài nguyên. Nhưng kế hoạch kinh tế của ông đã thất bại thảm hại, gây ra nạn đói lớn, khiến khoảng 30 triệu người chết đói. Mao Trạch Đông cũng khởi xướng cuộc cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976 nhằm củng cố quyền lực và thanh trừng tàn dư của chủ nghĩa tư bản và các thành phần truyền thống còn lại trong xã hội Trung Quốc để xây dựng một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa. Nhưng bước đi này cũng kết thúc bằng bạo lực chính trị và cái chết của 2 triệu người. Nền kinh tế thị trường. Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976, để lại một Trung Quốc nghèo nàn. Đặng Tiểu Bình, tác giả câu nói nổi tiếng về loài mèo, đã đề xuất một sự thay đổi triệt để, một nền kinh tế thị trường. Để bắt đầu, ông Đặng Tiểu Bình đã tự do hóa nền kinh tế. Ông phân quyền, giải tán các hợp tác xã và trao cho nông dân nhiều quyền tự do hơn trong việc quản lý đất đai mà họ canh tác và bán sản phẩm mà họ thu hoạch. Dưới sự lãnh đạo của họ Đặng, khu vực tư nhân đã trở lại. Ông cũng mở cửa với thế giới, tăng cường quan hệ với Mỹ, và do đó, những tập đoàn đa quốc gia mang tính biểu tượng của chủ nghĩa tư bản đã đến Trung Quốc như Coca-Cola, Boeing và McDonald's. Công thức của Đặng Tiểu Bình được gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Và các nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ thời ông Đặng, ít nhiều vẫn tiếp tục chính sách này. Một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa. Điều này đã giúp Trung Quốc phát triển với tốc độ kỷ lục và bền vững trong suốt 4 thập niên. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, hơn 760 triệu người Trung Quốc đã thoát nghèo. Và nếu bạn nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy có rất nhiều sản phẩm được gắn nhãn, sản xuất tại Trung Quốc. Xiaomi, Oppo và Vivo nằm trong số những công ty điện thoại lớn nhất thế giới. Huawei là công ty dẫn đầu trong phát triển công nghệ 5G. Lenovo,
một công ty tư nhân khác của Trung Quốc, đã bán được nhiều máy tính nhất thế giới. Do đó, các nhà phân tích cho rằng, về mặt kinh tế, Trung Quốc ngày nay gần với chủ nghĩa tư bản hơn là chủ nghĩa cộng sản, nhưng vẫn có một số vùng xám. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục đóng một vai trò khổng lồ trong khu vực tư nhân. Các công ty tư nhân của Trung Quốc phải trải qua các cuộc thanh tra của nhà nước và có thể có các chi bộ của Đảng Cộng sản bên trong có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Mặc dù tỷ lệ nghèo đói đã giảm, nhưng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo lại ngày càng tăng. Giáo dục không còn là miễn phí sau 9 năm học đầu tiên. Hệ thống y tế vẫn miễn phí và phục vụ cho phần lớn người dân Trung Quốc, nhưng những người giàu nhất lại sử dụng dịch vụ tư nhân. Trong khi đó, Trung Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng nhà ở sâu sắc, với hàng chục ngàn ngôi nhà mới xây chưa bán được, nhiều người không đủ khả năng mua. Sự khác biệt về giai cấp này hoàn toàn trái ngược với những gì chủ nghĩa cộng sản đề xuất, với mục tiêu chính là xóa bỏ các giai cấp xã hội như vậy. Vậy tại sao Trung Quốc vẫn được mô tả là quốc gia cộng sản? Đầu tiên, vì cái tên của chính đảng đã kiểm soát đất nước này trong 7 thập niên tính đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng này đã độc quyền nắm quyền lực kể từ thời Mao Trạch Đông, khi đánh bại các đối thủ theo chủ nghĩa dân tộc và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Chủ tịch nước do Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội, bầu. Cơ quan này cũng do Đảng Cộng sản kiểm soát. Và Tổng bí thư đảng là người có quyền lực cao nhất. Ông Tập Cận Bình hiện nắm giữ cả hai chức vụ. Tự do báo chí rất hạn chế và Internet bị kiểm duyệt nghiêm ngặt. Chính phủ cũng kiểm soát chặt chẽ giáo trình giảng dạy ở trường phổ thông và đại học. Dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2012, Trung Quốc đã trở nên độc đoán hơn nữa, đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, những tiếng nói chỉ trích và thậm chí là cả những tỷ phú và doanh nghiệp có ảnh hưởng. Một dấu hiệu rõ ràng về ảnh hưởng của ông Tập là vì Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu vào năm 2018 để đưa triết lý của ông vào hiến pháp của đất nước. Họ gọi nó là Tập Tư tưởng, có nghĩa là tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Chỉ có người sáng lập Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình từng được đưa vào hiến pháp của đất nước. Và trong khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, nợ chính quyền địa phương cao, tiêu dùng yếu và tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ cao, thì thành công, chuyển mình và ảnh hưởng ngày càng tăng của nước này trên trường quốc tế là không thể phủ nhận. Trung Quốc đang kỷ niệm 75 năm Đảng Cộng sản nắm quyền. Đây là kỷ nguyên thực chất đã đưa Trung Quốc vượt qua tất cả các nền kinh tế khác ngoại trừ Mỹ, trong khi vẫn duy trì truyền thống độc tài cộng sản trong nền chính trị. Dù mang màu sắc nào đi chăng nữa, thì con mèo của Đặng Tiểu Bình vẫn tiếp tục bắt được mồi. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 1 tháng 10 năm 1949, 1 tháng 10 năm 2024, lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam đã gửi điện mừng tới lãnh đạo đảng, nhà nước và Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. BBC News tiếng Việt sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin chi tiết, khách quan và đa chiều. Mời quý vị và các bạn đón xem. Và nếu có ý kiến đóng góp gì, xin để lại bình luận dưới video này. Và cũng đừng quên bấm nút chuông và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung đặc sắc nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!